Thưa quý vị, ngày 2 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Dương Văn Thái, 24 tuổi, Ngô Văn Thức, 24 tuổi và Ngô Văn Thế, 22 tuổi, cùng trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, 3 đối tượng này đã lừa của một nạn nhân trú thành phố Kon Tum số tiền 800 triệu đồng. Thông qua các hội nhóm bán thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, Thái lấy được thông tin tên tuổi, địa chỉ, loại thuốc điều trị của các khách hàng đã từng mua trên hội nhóm đó. Thái cùng Thức và Thế dùng các số điện thoại khác nhau giả danh các trưởng khoa giám đốc trung tâm điều trị xương khớp, chủ tịch hội Đông Y gọi cho các bị hại để tư vấn bán thuốc. Khi bị hại đồng ý, Thái lên đơn thuốc với giá từ 300 tới 500 ngàn đồng một hộp. Bị hại thanh toán tiền khi nhận được hàng. Khi bị hại dùng thuốc, các đối tượng tiếp tục thông báo đang có chính sách cho những người điều trị bệnh lâu năm mà không khỏi, có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng, người già neo đơn với quyền lợi được dùng thuốc miễn phí 5 năm và bảo hiểm hoàn trả 80% tiền thuốc đã điều trị. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu họ chuyển tiền với lý do làm lệ phí hồ sơ, phí mua bảo hiểm, phí làm thủ tục để nhận sổ hộ nghèo rồi chiếm đoạt.